Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc ngày thứ 5 liên tiếp đưa ra cảnh báo mưa lớn màu xanh lam từ lúc 6 giờ tối. Trong cùng ngày, đập Tam Hiệp trên sông Trường Gia đã đón trận lũ số 1 trong năm nay. Cơ quan chức năng mở cửa xả lũ trong 24 giờ, khiến cho mực nước ở Hồ Động Đình, Hồ Bà Dương tăng cao, gây ra thảm họa liên tiếp tại nhiều nơi như Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, v.v. Theo dự báo của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, từ 8 giờ tối ngày thứ 5 đến 8 giờ tối ngày thứ 6, các khu vực như Giang Nam đến sông Hoài, Trung Bộ của tỉnh Vân Nam, Đông Nam Bộ, Tây Tạng, sẽ xuất hiện mưa lớn, khu vực An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Giang Tây còn có thể xuất hiện thời tiết đối lưu mạnh, mưa rất lớn. Mới đây, trang tin Per Video tại Trung Quốc Đại Lục đã công bố video đập Tam Hiệp xả lũ. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, lúc 10 giờ sáng thứ Năm, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa nước Tam Hiệp là 55.000 mét khối mỗi giây, chính thức đón nhận lũ số 1 trong năm nay. Theo lệnh điều động của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang, bình quân mỗi ngày hồ chứa nước Tam Hiệp xả lũ với lưu lượng 40.000 mét khối mỗi giây, lượng nước chảy vào là 55.000 mét khối mỗi giây, lưu lượng nước xả ra là 40.000 mét khối mỗi giây, tỷ lệ cắt đỉnh 30%. Nhân dân Nhật báo đưa tin, Ban Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Năm đã khởi động ứng phó phòng chống lũ cấp 4, cử đội ngũ nhân viên đến các khu vực như Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Quý Châu, Vân Nam để thực hiện công tác cứu nạn. Hiện tại, mực nước tại khu vực Trung và Hạ Lưu Trường Giang, Hồ Động Đình, Hồ Bà Dương đều đang dâng cao. Mực nước Hồ Thái Hồ còn vượt trên phạm vi cảnh báo có khả năng xảy ra thảm họa tự nhiên. Điều đáng chú ý là trong lúc Trung Quốc đại lục hầu như bị phong tỏa toàn diện thông tin về tình hình thảm họa, trong cảnh quay cứu trợ cứu nạn được truyền thông nhà nước Trung Quốc công khai mấy ngày gần đây đã vô tình phơi bày tình trạng thê thảm bởi thảm họa lũ lụt tại các nơi. Kênh truyền hình quân sự CCTV7 công khai cảnh quay cứu nạn tại huyện Phượng Hoàng thuộc châu tự trị dân tộc Thổ Gia, dân tộc Miêu Tương Tây của tỉnh Hồ Nam cho thấy nhiều nơi trong huyện phải hứng chịu thảm họa lũ lụt, ngay cả trong bệnh viện cũng có nước ngập quá đầu gối. Tuy nhiên, thông tin cũng nhấn mạnh cảnh sát vũ trang vận chuyển khẩn cấp vật tư y tế và di chuyển người dân bị mắc kẹt cùng xe cộ, hy vọng giảm thấp nhất thiệt hại do thảm họa lũ lụt gây ra. Trung tâm phát thanh khẩn cấp quốc gia Trung Quốc đăng một đoạn video trên Weibo cho thấy thảm họa lũ lụt tại huyện Hồng Khẩu, thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, nước bùn nhấn chìm mặt đường. Đường xá trở thành một dòng chảy bùn đất, giao thông vận tải đường bộ hầu như tê liệt, nhiều người dân không cách nào chạy thoát được. Bên cạnh đó, theo Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, miền Nam Trung Quốc mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày. Nếu đổi lượng mưa tỉnh Hồ Bắc thành thể tích nước, ước tính lên đến 53 tỷ mét khối, tương đương mực nước của 12 hồ Thái Hồ, một nửa hồ Thanh Hải. Còn tại Bắc Bộ tỉnh Giang Tô, Trung Bắc Bộ tỉnh An Huy, Bắc Bộ và Tây Bộ tỉnh Hồ Bắc, Đông Bắc Bộ tỉnh Quảng Tây, Đông Bắc tỉnh Quý Châu, lượng mưa năm nay cũng nhiều hơn từ gấp đôi trở lên so với trước đây. Theo dự báo mới nhất của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, từ thứ Bảy đến thứ Hai, lượng mưa tại khu vực Tây Nam đến Trung và Hạ Lưu Trường Giang tiếp tục gia tăng. Một số nơi có mưa lớn đến rất lớn, một số nơi có thời tiết đối lưu mạnh như gió lớn kèm sấm sét. Trong đó, Đông Bộ, thành phố Trùng Khánh, Đông Bắc Bộ, tỉnh Quý Châu, Đông Bộ và Tây Bắc Bộ, tỉnh Vân Nam, Tây Nam và Đông Bộ, tỉnh Hồ Bắc, Đông Nam Bộ, tỉnh Hà Nam, Trung Nam Bộ, tỉnh An Huy, Nam Bộ, tỉnh Giang Tô và thành phố Thượng Hải có mưa rất lớn, lượng mưa lên tới 120-220mm, một số nơi có thể lên đến 250-300mm. Các khu vực nói trên có lượng mưa lớn nhất từ vào ban ngày, ngày thứ Bảy đến ngày Chủ nhật. Chuyên gia khí tượng nhắc nhở, trong 10 ngày đầu tháng, khu vực từ Tây Nam đến Trung và Hạ Lưu Trường Giang sẽ vẫn tiếp tục có mưa, có mức độ lặp lại cao, khu vực có mưa lớn có thể xảy ra lũ bất ngờ. Các con sông vừa và nhỏ xảy ra lũ và thành thị bị ngập là tương đối cao. Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt tỉnh Phúc Kiến cho biết, 3 ngày qua, khu vực trung tâm và phía bắc của tỉnh Phúc Kiến có mưa lớn, khiến hơn 180.000 người ở trong tỉnh bị ảnh hưởng, 12 người chết, 2 người mất tích, di rời 22.500 người.
Theo số liệu thống kê do Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Phúc Kiến công bố vào lúc 17 giờ 30 phút ngày thứ Bảy, tổng cộng 186.400 người ở 19 quận ở Tam Minh, Tiền Châu, Nam Bình và Long Nhân của tỉnh Phúc Kiến đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 420 ngôi nhà bị sập và 120.000 cây trồng bị ảnh hưởng, 69.000 ha bị mất trắng, 64 doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ ngừng hoạt động, 22,56 km đê bao bị hư hỏng, 4,03 km đê bị vỡ, cống, 60 trạm bơm cơ điện, trạm thủy điện và trạm thủy văn bị hư hỏng và 94 ao hồ đập bị trôi. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục, một số con sông ở Phúc Kiến đã vượt mực nước cảnh báo. Thiểm Tây, Hữu Tích, Phù Đồn Hy và Mai Tây, một nhánh của sông Mân Giang đã chảy qua lũ lụt với mực nước vượt cảnh báo. Và Đại Trương Tây, một nhánh của sông Mân Giang và một số địa điểm ở thượng nguồn sông Cửu Long Giang phía Tây Bắc và Tương Giang cũng phải trải qua mực nước vượt cảnh báo lũ. Mưa lớn và lũ lụt cũng gây ra những thiệt hại nhất định cho Tam Minh, Tuyền Châu, Nam Bình, Long Nham và các thành phố khác. Theo thống kê, từ 8 giờ sáng ngày thứ Sáu đến 6 giờ ngày thứ Bảy, có 12 huyện thuộc tỉnh Phúc Kiến có lượng mưa từ 45 đến 79 mm, 20 huyện có lượng mưa từ 80 đến 120 mm. Các quận Đại Điền và Đức Hòa có lượng mưa trên 150 mm. Hiện mưa đã yếu đi đáng kể, quá trình mưa dông kéo dài sẽ kết thúc. Cục khí tượng tỉnh Phúc Kiến đã liên tục đưa ra cảnh báo mưa bão, nâng cấp tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng và gửi hơn 1 triệu tin nhắn văn bản cảnh báo tới công chúng. Hiện tại cơ quan khí tượng đang theo dõi chặt chẽ tình hình mưa và nước, nhắc nhở các cơ quan chính quyền các cấp chú ý phòng ngừa lũ lụt, sạt lở đất và các thảm họa khác có thể do mưa lớn gây ra. Vào sáng ngày thứ Sáu, có một trận mưa lớn bất ngờ ở thị trấn Hạ Dương, Vĩnh Xuân, tỉnh Phúc Kiến. Hai thợ mỏ và 3 đứa trẻ đã bị chôn vùi. Sau khi nhận được tin báo, 100 người từ đội cứu hỏa Vĩnh Xuân và nhiều phòng ban khác của quận Vĩnh Xuân đã nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành cứu hộ. Đến 15 giờ 15 phút, hiện trường đã giải tỏa. Vụ tai nạn có 5 người thiệt mạng. Qua điều tra xác định, 3 nam và 2 nữ tử vong đều là người Giang Tây. Sau khi sự việc xảy ra, huyện Vĩnh Xuân đã ngay lập tức tổ chức cuộc họp khẩn cấp để tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa an toàn trong mùa lũ. Yêu cầu tất cả các thị trấn, phòng ban, đơn vị rút kinh nghiệm nghiêm túc và tăng cường kiểm tra, giám sát những ngôi nhà dột nát, vùng trũng thấp, thiên tai địa chất dốc, các công trường, khu vực khai thác đảm bảo tính mạng của nhân dân. Hiện tại, công tác khắc phục hậu quả và điều tra vụ tai nạn đang được tiến hành. Người thân của những người thiệt mạng và quần chúng nhân dân đã ổn định tinh thần. Kính thưa quý vị khán giả, hôm đầu tuần này, một vụ lở đất ở Yến Kinh Quốc, Lô Cô, huyện Miên Ninh, tỉnh Từ Xuyên khiến 114 người thiệt mạng. Riêng Kinh Câu là vị trí của mỏ sắt Lô Cô ở Từ Xuyên và một nhánh của sông An Ninh. Do cơ sở hạ tầng và khai thác mỏ quặng sắt, một lượng lớn đất đá đã bị thải ra với tổng khối lượng hơn 5,3 triệu mét khối. Đồng thời, việc khai thác gỗ với số lượng lớn cũng đã phá hủy thảm thực vật, chôn vùi những mối nguy hiểm tiềm ẩn cho lở đất. Vào lúc 10 giờ tối ngày thứ Hai, một dòng chảy đá vụn đã bùng phát với lưu lượng tối đa là 280 mét khối trên giây. Trận lở đất đã cuốn phăng nhà ăn, nhà kho, lán làm việc của đội công binh số 408 và 414. Cục công binh 2, bộ đường sắt, đóng dọc con mương. Hầu hết các công nhân đã không về nhà vào đêm hôm đó vì họ đang xem phim. Rất nhiều người đã sống sót, nhưng nó cũng gây ra thảm họa thương tâm với 114 người chết và 29 người bị thương. Kể từ hôm đó, thảm họa dòng chảy mảnh vỡ ở Yến Kinh Quốc thường xuyên xảy ra. Trước đó, việc quản lý toàn diện lưu vực sông đã được thực hiện và thảm họa dòng chảy mảnh vụn đã được kiểm soát. Thảm họa lở đất bất thường do lượng mưa đá hiếm gặp vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè cũng đã gây ra một trận lở đất Cam Tây Câu, Lục Vương Câu ở thành phố Nha An, tỉnh Từ Xuyên, là 169 người thiệt mạng. Mùa mưa ở Trung Quốc đại lục thường kéo dài phần lớn lượng mưa cả năm tập trung vào khoảng thời gian này. Ví dụ, ở Nha An, Từ Xuyên, lượng mưa chiếm khoảng 86% lượng mưa hàng năm. Vì vậy, nhiều thảm họa lở đất thường xảy ra trong khoảng thời gian này. Đáng ngạc nhiên vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè năm nay, khi mùa lũ thường mới bắt đầu, ở Nha An bất ngờ có một trận mưa xối xả và mưa đá với lượng mưa lên tới 94,4 mm trong một giờ. Một số người dân kể lại rằng đây là trận mưa lớn nhất ở Nha An, thậm chí họ không thể nhìn thấy những ngôi nhà chỉ cách đó 10 mét và một trận lở đất quy mô lớn đã xảy ra ở Vương Câu. Mộ Hoài Vũ là một người dân ở làng Lữ Vương và sáng sớm ngày thứ Hai, anh đột nhiên bị đánh thức khỏi giấc ngủ say bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Dậy đi, mọi người đã vội vã chạy. Anh đẩy cửa ra, liền thấy trong thôn đen kịt,
khắp nơi đều là đuốc sáng trưng cùng tiếng người chạy, còn có tiếng kêu thảm thiết, lở đất tới. Mấy phút sau, Mộ Hoài Vũ cũng vội bỏ chạy, đám người cầm đuốc vừa chạy vừa than khóc. Cha mẹ anh cùng với một vài ngôi nhà bằng gạch nung đã biến mất. Trong thảm họa đó, tổng cộng 18 người đã thiệt mạng ở làng Lữ Vương Câu và Cam Tây Câu liền kề, thậm chí còn tồi tệ hơn, với hơn 100 người thiệt mạng và gần như toàn bộ ngôi làng bị nuốt chửng. Trận lở đất đã làm hư hại nghiêm trọng 17 ngôi làng và 4 nhà máy ở hai thị trấn, là 169 người thiệt mạng, vùi lấp hơn 840 ha đất màu, phá hủy khoảng 750 ha đất canh tác, làm chết 421 con gia súc, phá hủy 88 công trình lớn nhỏ và phá hủy 361 ngôi nhà. Trong thời gian này, 21 km đường dây tải điện đã bị phá hủy, trận lở bùn đã chặn kênh của sông Thanh Nghĩa, vốn đã rộng 160m thêm 110m, nâng lòng sông lên 32,7m, thiệt hại tài sản trực tiếp là 1,9 triệu nhân dân tệ. Sau khi dòng mảnh vụn xảy ra, dự án kiểm soát dòng mảnh vụn Lữ Vương Câu và Cam Tây Câu đã được triển khai, phải mất vài năm nữa mới hoàn thành các dự án mương chắn, rãnh thoát nước, kè, nạo vét lòng sông. Trước đó, rừng từng rậm rạp đến mức cây to chỉ vài người ôm, thú rừng thỉnh thoảng xuất hiện. Bắt đầu từ khi các nhóm khai thác gỗ đã vào núi và toàn bộ khu rừng bị đốn hạ và đẩy xuống sông Thanh Nghĩa. Vì vậy, việc khôi phục hệ sinh thái, quản lý nước và đất cũng rất quan trọng. Sau thời điểm đó, tỷ lệ che phủ rừng sẽ tăng lên 41% thông qua việc khoanh vùng núi và trồng rừng. Sau nhiều trận mưa bão và lở đất, Lữ Vương Câu và Cam Tây Câu chưa từng xảy ra thảm họa nào như năm 1979. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.